Từ khi bộ phận một cửa đi vào hoạt động, tình trạng trên đã được cải thiện. Ủy ban nhân dân thị trấn đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức, quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc, tư vấn rõ ràng, không gây khó dễ cho người dân. Đối với những vấn đề phức tạp, trong 15 ngày phải trả lời người dân không quá 5 ngày với vụ việc đơn giản. Nhiều thủ tục được giải quyết trong ngày. Tại bộ phận một cửa, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 đến 70 lượt người dân tới làm thủ tục giấy tờ. Thời gian cao điểm có thể xử lý được hàng trăm hồ sơ trong một ngày. Nhờ đó người dân không phải chờ đợi lâu, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.